đấy, vừa ra lò đấy các bạn nhá. Nhìn này. Cực kỳ đẹp. Đấy, cả nước trong bụng chó đây. Thơm lắm. Trong bụng con chó. Gia vị ngon là không ngon là một phần gia vị này đấy nhà chú nhỉ. Đúng rồi, cái gia vị này tạo nên thương hiệu đấy. Cơ bản là gia vị đấy. Đấy. À, cái này là bí quyết. Đấy, chỉ có đúng rồi. Đi học thì sư phụ mới chỉ thôi. Đây các bạn này này. Đây là con chó quay đấy các bạn này. Đấy, con chó quay này là gan chó các bạn nhá. Gan chó nướng mấy lá lốt nhỉ? À, lá này chúng ta hiểu chút. Lá na. Đấy, gan chó nướng lá na các bạn nhá. Đấy, bên này là đang là dồi chó đây các bạn này. Cứ vào mùa hè này là ngày bác phải quay đến 5 đến 7 con đấy nhỉ. Hầu như là ngày nào cũng phải 5 đến 7 con. Rút đòn xong là chặt luôn nhá. Quá đẹp. Nóng hổi luôn rồi nhỉ. Ô con này chín lắm rồi. Nóng luôn là thưa rồi. Mùi thơm ngút. Chín lắm rồi, con này chín lắm rồi nhỉ. Bây giờ mở ra phát thơm phức luôn. Đó chịu được mùi này. Đấy. Hấp dẫn quá. Đó chịu được mùi chó quay Lạng Sơn. Đúng rồi. Chuẩn bị lại là tiếp tục cái con khác ra lò rồi đấy. À. Đấy, trời ơi, đẹp quá. Ôi giời. Đấy các bạn nhá, đây ra hai con này. Ôi giời. Hai con này đẹp lắm. Hôm nay bác quay mấy con? Ngày hôm nay à? Mà ngày hôm nay là bác quay mấy con chó này? Sáng một con rồi, chiều mấy con? Chiều nay hiện tại là có 4 con rồi. Con này bắt đầu vào gia vị. Đấy, cái con này là vừa mới vào lò đây. Con này vừa mới được ra lò vẫn nóng hổi đấy con này. Chó đây. Đấy, các bạn nhá, thì hiện tại bên này con này vừa vào lò này. Còn bên này lại có một con sắp sửa ra lò luôn các bạn nhá. Thấy chưa? Con này thì sắp sửa ra lò. Cái màu vàng như này của con chó này là lấy mật ong như con lợn. Ui dồi, con đứa à? À, ôi gì đấy hả? Giao lưu một tí. Đang mải đang đông khách. Ok, chặt con chó này nhá. Đấy. Đấy, hiện tại ở đây chó sẵn một con này này. Đấy, trong này trước. Thơm phức luôn nhỉ. Rất thơm. Đấy. Đấy, cái đoạn đang chặt là đoạn ba chỉ nhá, ba chỉ này đắt nhất đấy. Đoạn ba chỉ là 350k cân, xong được ba chỉ nhá. Đây, hiện tại nóng. Mét này là 150 à chú? 150 à? Ở 150 tầm 3 người vừa tầm. À, đây các bạn nhá. Thì hiện tại là đây anh em anh em có gọi ra một đĩa thịt chó đây các bạn ơi. Thịt chó quay đây.
Đấy thì hiện tại là đến với quán Hà Thành Quán thì tất cả các bạn cũng phải nên thử cái món thịt chó này. Đấy thì đây là đĩa thịt chó 150.000, 150k đấy các bạn ạ. Đấy thì hôm nay sẽ thưởng thức cái món thịt chó này cho các bạn xem. Thật thì không có gì sướng hơn là khi nào đến buổi chiều là anh em được ngồi thưởng thức món thịt chó, uống bia. Nha. Bia. Đây đây đây. Bia và thịt chó là chúc sức khỏe nhá. Đây. Mời các bạn ra. Mời các bạn. Rồi cả nhà mình nhá. Đây mình sẽ chỉ thức ăn từ bằng tay thôi. Dùng tay lên đi tay. Ra đây rồi chó đây. Làm miếng rồi chó trước. Sẽ làm bài chỉ là ngon nhất, đắt nhất của con chó luôn. Đang nóng ngon lắm. Tao làm miếng bát chỉ nhỉ? Thịt da mới được. Đây các bạn đây này. Đây là miếng thịt ba chỉ chó này. Làm mắm tôm. Mắm tôm. Ngọt lắm. Rất là ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ làm được cái thịt này. Ngon. Đấy, chó quay người ta là phải tươi mọi người ạ, không thể là vậy chết mà quay đâu. Đấy, nên là tại sao ngon lắm chó quay người ta rất là được ưa chuộng ở Lạng Sơn mọi người nhé, để lý do của nó là phải chó tươi và đúng rồi, không được đông lạnh quay được rất ngọt và chấm thì sẽ là cái món rồi rất tuyệt vời. Cắm cái này nước hiện tại các bạn đây kìa. Đấy bên kia đang quay ba con kìa. Khách hàng đang mua kìa, đang hai con chín kìa, ba con đang quay kìa. Ăn đúng rồi các bạn, rồi rất là vàng luôn. Lại quay lại mình đĩa thịt chó này các bạn nhá. Chấm. Làm miếng gan, gan cuốn lá na. À đây là gan cuốn lá na đây. Chấm cái này được đi. Rồi rất là thơm quá. Đây mình sẽ thử miếng gan. Gan, gan. Đấy, chấm. Nước, trong bụng của nó là có cái nước của người ta bị chặt đặc biệt. Đây, ok. Theo cách cổ truyền các cụ ngày xưa là cuốn lá na. Ôi trời, có 3 miếng thôi, anh em mới đọc miếng. Đúng 3 miếng là gan cuốn đó các bạn nhé. Ngọt lắm rồi. Cái này là cái lá na đấy, đúng nó hợp rất hợp với lá na này. Gan cuốn lá na là làm miếng gan trái cuốn lá na này. Ngày xưa là các cụ cũng ăn uống nó cũng sành nhỉ. Đúng rồi. Ăn cái gì ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Là nó ăn rất là thơm luôn. Dạ rồi. Đấy thì hôm nay là đến với quán Hà Thành Quán này các bạn ạ. Tôi cũng giới thiệu đến các bạn mà cách quay chó này và xem trực tiếp bác Hà Thành quay chó này và cũng đã thưởng thức luôn cái món thịt chó của bác Hà Thành này rồi. Đấy thì đánh giá là cực kỳ ngon luôn, mà tôi thật sự nói quả là một tuần tôi phải lên đây ít nhất 2 buổi tôi thưởng thức vì nó ngon, không cứng nổi. Đây là theo mùa đấy mọi người nhé, không phải là cả năm quay năm có đâu nhỉ. Đúng rồi. Nào, có bia nhá. Thôi rồi. Thì chó uống bia mọi người. Có một số bạn cứ hỏi là tại sao chó uống bia uống rượu. Ra cho quay mà uống bia mới là ngon. Uống bia mùa hè đấy, dai dai là đẹp. Mà còn cái gì thích hơn là cứ tắm rửa xong tầm 4 giờ lên làm một đĩa thịt chó uống ca bia thì tuyệt vời nhỉ. Đấy các bạn ăn thì tôi chia sẻ vậy thôi. Các bạn nào mà thích ăn ấy, hay là thích ăn, nói là không thích ăn, các bạn lên cứ trực tiếp lên đây ăn thưởng thức thì các bạn sẽ thấy cái vị ngon nó thế nào. Đấy thì tôi sẽ dừng video tại đây, tiếp tục ăn. Các bạn